Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em. Chúng ta được mời gọi nên thánh theo thông điệp mới nhất của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, hân hoan và vui mừng. Và Thánh Giuse là gương mẫu cho chúng ta trong đời sống âm thầm, hy sinh, phó thác nơi Chúa trong sự yêu thương. Xin cho mỗi người chúng con đây ý thức rằng sống trong niềm vui, hân hoan của những người con của Chúa, cho chúng con luôn luôn biết dâng đời sống của mình để phục vụ Chúa, để phục vụ Chúa anh chị em. Ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu về quê giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria? Anh em của ông không phải là các ông Giacôbê, Giôsếp, Simon và Judas sao? Và chị em của ông không phải đều là bà con đối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế? Và họ vấp ngã vì người. Nhưng Đức Giêsu bảo họ: ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi. Người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Đó là lời Chúa. Ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi. Kính thưa Cha Chánh Xứ, Cha Phó, Quý Cha và toàn thể cộng đoàn thân mến, lời kết luận của Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay cho mỗi người chúng ta những ý niệm về việc chúng ta đánh giá con người. Thưa cộng đoàn, con người chúng ta thường đánh giá nhau dựa vào thân thế, sự nghiệp và danh vọng. Và từ trên việc đánh giá ấy, có khi con người cũng chọn làm bạn với nhau và đặt mối tương giao với nhau. Cụ thể nhất, chúng ta thấy đó là trong giới nghiệp đoàn thì người ta cũng đặt mối tương quan trên những cấp bậc của ngành nghề họ đang dấn thân. Và rồi trong đời sống thường ngày của chúng ta, thưa cộng đoàn, trong việc chúng ta kết mối tương quan với nhau, có khi chúng ta chọn cho mình những người bạn cùng ngành nghề để trước tiên đó là một việc tốt đẹp, là chúng ta chia sẻ công nghiệp, chia sẻ cái kinh nghiệm cho nhau và rồi chúng ta giúp nhau thành đạt trong chính nghề nghiệp ấy. Và thưa cộng đoàn, có khi trong chính gia đình của chúng ta,
và trong mối tương quan giữa các gia đình với nhau khi chúng ta kết thân hay là chúng ta chọn cho gia đình của mình một gia đình thông gia dựa trên mối tương quan của con cái chúng ta trong hôn nhân gia đình. Có khi chúng ta cũng lại chọn cho mình mà người ta gọi là môn đăng hộ đối qua cái công danh, qua sự nghiệp và thư công đàn. Chắc hẳn bài tin mừng Chúa Giêsu nói với các môn đệ, nói với dân chúng, nói với dân làng Nazareth về cái nhìn rất thiện cận của họ. Khi họ đánh giá Đức Giêsu dựa trên cái thân thế của Ngài, cái thân thế ấy là Ngài là con bác thợ mộc Giuse, mẹ Ngài là một trinh nữ Maria rất âm thầm, chẳng có gì để nói. Và rồi họ ngạc nhiên về những lời Ngài giảng dạy. Chính vì vậy mà Chúa đã bảo ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ tại chính quê hương mình hay trong gia đình mình mà thôi. Thư cộng đoàn đây là một lời đúc kết, một kinh nghiệm mà Chúa đã để lại cho chúng ta, không phải để khuyến khích chúng ta làm điều này, nhưng Chúa Giêsu muốn sửa lại cái nhìn, cái quan điểm, cái lối cư xử của chúng ta trong mọi nơi và mọi thời. Thưa cộng đoàn, ngày hôm nay ngày quốc tế lao động, nhưng thật ý nghĩa khi phụng vụ của giáo hội mừng kính Thánh Giuse Thợ với ý nghĩa là đưa con người trở về với căn tính, đó là chúng ta được mời gọi để công tác vào chương trình sáng tạo của Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi để làm cho phẩm giá của con người chúng ta được xứng đáng với ơn gọi của chính Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta và đặt để chúng ta vào giữa lòng vũ trụ và thiên nhiên này. Khi ngày hôm nay chúng ta được mời gọi để suy tư và suy niệm về những công việc Chúa đã ban cho chúng ta, Chúa đang hướng dẫn chúng ta, và có khi Ngài đang ban ơn phúc đầy tràn trên những công việc chúng ta đang thực hiện trong đời sống thường ngày. Chúng ta được mời gọi suy tư về phong trào của các công nhân Âu Châu thời mà có lẽ tất cả những giá trị về công việc chưa được đánh giá đúng mức, và có khi con người ta lại đánh giá dựa trên những cái lối nhìn như chính Đức Giêsu đã nói với người Do Thái, để rồi có khi họ làm thái quá cái công việc mà họ đặt lên vai người khác, hay là có khi đánh giá không đúng mức về những đóng góp của con người cho công việc của một cá nhân, cho một nghiệp đoàn hay cho một chương trình của quốc gia. Tất cả những điều ấy chúng ta được mời gọi suy tư. Nhưng hơn hết, thưa cộng đoàn, giáo hội mời gọi chúng ta suy niệm về những công việc Chúa đã ban cho chúng ta trong giây phút hiện tại này. Có thể chúng ta đang là một giám đốc, có thể chúng ta đang là một người nữ công gia chính, có khi chúng ta đang là một nhà thiết kế, có khi chúng ta đang là một người đóng góp một chương trình cho một nghiệp đoàn hay cho quốc gia hay cho một trường học, vân vân và vân vân. Thưa cộng đoàn, tất cả những công việc ấy Chúa mời gọi chúng ta cộng tác vào chương trình của Thiên Chúa, khi Chúa mong muốn chúng ta làm sao cho thế giới này trở nên tươi đẹp, chúng ta làm cho xã hội của con người mỗi ngày một tốt đẹp hơn qua việc chúng ta sống xứng với nhân phẩm của mình.
Thưa Cộng đàn, sống xứng với nhân phẩm của mỗi người chúng ta, đó là chúng ta biết lao động một cách chân chính. Sống xứng với nhân phẩm của chúng ta, đó là chúng ta biết trân trọng tất cả những nghề nghiệp mà Chúa ban cho chúng ta. Có khi tay chân của chúng ta lấm lem trong nghề sửa xe, có khi tay chân của chúng ta không còn được mịn màng khi chúng ta phải tần tảo để nuôi đời sống gia đình và con cái. Tất cả những điều ấy không làm cho chúng ta mất đi nhân phẩm, thưa Cộng đoàn, và đặc biệt là thưa quý mẹ và quý chị. Có khi nào chúng ta lại lựa chọn cho mình một công việc rất nhẹ nhàng nhưng trái với những điều Chúa mời gọi chúng ta trong luân lý của Kitô giáo không, thưa Cộng đoàn? Hay có khi nào chúng ta đã cảm thấy hổ thẹn vì Chúa ban cho chúng ta một công việc không được nhẹ nhàng như những người khác không, thưa Cộng đoàn? Tất cả những điều ấy chúng ta được mời gọi để suy tư, và đặc biệt chúng ta suy niệm trong ngày kính nhớ Thánh Giuse Thợ, một bác thợ mộc rất âm thầm trong đời sống gia đình, một bác thợ mà đối với quan điểm của những người lân cận đó là một công việc không có gì đáng giá. Nhưng Chúa đã nêu cao cái tinh thần lao động ấy không chỉ trong thời của Thánh cả Giuse nhưng trong mọi nơi và mọi thời. Khi chúng ta biết trân trọng công việc Chúa ban cho chúng ta, khi chúng ta biết làm cái công việc vì Chúa, vì lòng yêu mến người khác, để chúng ta giúp nhau thăng tiến, để giúp cho chúng ta sống xứng với nhân phẩm của mình, và đặc biệt để giúp cho mỗi người chúng ta thăng tiến trong đời sống nhân bản Kitô giáo. Tất cả những điều này, thưa Cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta được mời gọi để nhìn lên Thánh cả Giuse, người thợ mộc thành Nazareth. Đặc biệt quý ông bà anh chị em đoàn viên Đa Minh, trong đời sống gia đình của mình, chúng ta được mời gọi mỗi ngày thánh hóa bản thân của chúng ta qua những công việc có khi rất bình thường, có khi rất tầm thường, nhưng nếu chúng ta biết làm với một thái độ phi thường, tức là chúng ta đang góp phần làm cho xã hội con người ngày một thăng tiến, gia đình của chúng ta được đầm ấm hạnh phúc, và chúng ta góp phần làm cho giáo hội của chúng ta luôn bước đi trong ân sủng và ánh sáng của lời Chúa. Xin cho mỗi người trong giáo xứ Hà Đông thân yêu của chúng ta, cách riêng cho quý ông bà anh chị em đoàn viên Đa Minh, chúng ta luôn cảm thấy vui trong đời sống thường ngày, và đặc biệt chúng ta luôn cảm thấy hồng ân Chúa ban tặng qua những công việc có khi rất bình thường nhỏ bé, để rồi chúng ta biết thánh hóa bản thân, thánh hóa gia đình, và làm những công việc ấy bằng một lòng yêu mến thầm sâu. Amen.